có một công thức thành công luôn được áp dụng, gồm 3 yếu tố chính là kiên trì, kiên trì và kiên trì. Thành công là một hành trình, tuyệt đối không phải là đích đến. Con đường đi càng dài, bạn gặt hái được càng nhiều. Và hành trang cho bạn không gì khác ngoài một ý chí kiên gan, bền bỉ, sắt son. Thành công không đến với những ai chỉ nỗ lực một hay vài lần. Bạn nhất định phải kiên trì với thất bại. Mỗi lần thất bại là thêm một bước tiến tới thành công. Chắc chắn trên mọi con đường đều có chướng ngại vật. Quan trọng là bạn phải biết vượt lên chính mình và không bao giờ bỏ cuộc. Chướng ngại vật càng lớn thì thành công càng rực rỡ. Và chúng ta chỉ thật sự thất bại khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng. Khi cả thế giới dường như quay lưng lại với bạn, bạn hãy nhớ rằng máy bay cất cánh được là nhờ ngược gió. Khi cảm thấy mình đã chờ đợi quá lâu, hãy nhớ đến hòn xoải được láng mịn là nhờ dòng nước chảy ngàn năm. Đừng hỏi tại sao con đường lại quá dài. Đừng hỏi sao ngọn núi lại quá cao. Tất cả là để những người như chúng ta chinh phục. Nếu không thể bay thì hãy chạy. Nếu không thể chạy thì hãy đi bộ. Nếu không đi nổi thì bò. Bằng mọi giá phải tiến về phía trước. Sự tích lũy về lượng đến một ngày sẽ tạo nên sự thay đổi về chất. Chướng ngại vật lớn nhất không gì khác ngoài ý chí của chính mình. Bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân cũng đã là thành công. Cô ngã 9 cũng phải đứng dậy 10. Cô rơi xuống địa ngục thì càng phải ngước lên mà bước tiếp. Vì thành công luôn luôn ở phía trước, vậy cớ sao ta phải quay đầu?